Tu tâm theo kim cương thừa. Sự tu tâm vô thượng trí của Mạc Thừa. Những giáo huấn về thực hành một bổn tôn với những thuộc tính. Namo Guru Deva Dakini Hun. Đạo sư vĩ đại Padmakara đã thành tựu giai đoạn phát triển và thành tựu và đã đạt được năng lực phô diễn của tánh giác tự nhiên. Ngài đã đạt đến tất địa an trụ trong thân tướng Mahamura. Trong hư không của sự biểu hiện, Ngài nô đùa với toàn thể hiện tượng và hiện hữu. Vì lợi ích của nhà vua và công chúa đương thời cũng như cho những thế hệ tương lai, Ngài đã ban cho công chúa xứ Khachen, công chúa Sosian những giáo huấn chân thật này, sự tu hành tâm vô thượng theo kim cương thừa. Công chúa Sosian nói: "Ê Maho, thưa đại sư, con khẩn cầu những khẩu truyền của Ngài về sự thực hành bổn tôn cùng với những thuộc tính, vì hành giả sẽ không đạt tất địa nếu không dựa vào một bổn tôn di đam. Chúng con nên thực hành một bổn tôn di đam ra sao?" Vị thầy đáp: "Sự thiền quán về bổn tôn di đam với những thuộc tính có hai loại: sự thiền quán tiệm tiến cho một người khả năng tâm thức kém và sự thiền quán về thân bất nhị của người có khả năng lớn hơn. Người có khả năng tâm thức kém, người có khả năng tâm thức kém nên tu hành trong bồ đề tâm, tức sự quý báu của tâm giác ngộ. Khởi đầu, dù ở đâu hành giả nên rửa tay, súc miệng, rửa mặt với cam lồ bí mật hay nước trong tịnh bình và ngồi kiết già hoặc bán già trên một chỗ ngồi thoải mái. Sau đó, nên hướng tâm con đến chúng sanh trong tam giới luân hồi đã vướng mắc vào khổ đau và những nguyên nhân của đau khổ. Trước tiên, hãy hình thành ý nghĩ của bồ đề tâm để đưa tất cả chúng sanh ra khỏi luân hồi. Con sẽ thực hành thân tướng của bổn tâm di đam. Kế tiếp, trao dồi lòng bi thương xót tất cả chúng sanh, tình thương, từ, muốn họ thoát khỏi đau khổ, hoan hỷ, muốn họ gặp được hạnh phúc, tính không thiêm dị, xả, muốn họ không xa rời hạnh phúc. Sau đó tụng ba chủng tự Om Ahun, kế tiếp đảm đương niềm tự hào mình là vị bổn tâm chi đam, rồi quán tưởng chủng tử tự riêng của vị đó trên một hoa sen, một mặt trời và một mặt trăng ở giữa ngực vị chi đam. Kế đó quán tưởng ánh sáng chiếu ra từ chủng tử tự, tất cả chư Phật, Bồ Tát an trụ trong mười phương, cũng như tất cả chư Guru, Di Đam và Dakini đều hiện diện trên bầu trời phía trước con. Hãy đảnh lễ và cúng dường đến các ngài, sám hối những sai phạm, hoan hỷ trong công đức của các ngài, thọ quy y nơi Tam Bảo, khẩn thỉnh các ngài chuyển pháp luân, khẩn cầu các ngài đừng nhập Niết Bàn, phát khởi Bồ Đề Tâm và hồi hướng thiện căn, phụng tống vị thầy và những vị khác, và để sự quán tưởng lắng xuống hay tan hòa vào trong con tùy theo cách nào thích hợp. Những bước này tất cả đều là phương diện tích lũy công đức. Sau đó, để tích lũy trí tuệ, hãy để thân con trở thành bản tánh của ánh sáng nhờ những tia sáng chiếu ra từ chủng tử tự nơi giữa ngực con. Ánh sáng cũng chiếu vào mười phương, nhờ đó mọi sự vật trong thế gian cũng như tất cả chúng sanh trở thành bản tánh ánh sáng. Sau đó ánh sáng này được tất cả chư Phật và Bồ Tát trong mười phương ban phước. Về việc hòa nhập lại ánh sáng vào con, thế gian trở thành ánh sáng, thấm nhập vào chúng sanh, họ hóa tán vào con.
và ánh sáng của thân con tan hòa, giống như sự bốc hơi nước trên mặt gương, rồi dần dần hóa tán vào tòa ngồi mặt trăng, kế tiếp là mặt trời và mặt trăng. Sau đó, hòa tan vào chủng tử tự, kế tiếp tan hòa vào hình lưỡi liềm và Bindu, giọt ánh sáng. Ánh sáng của Bindu là của bản tâm, kích thước bằng 1% của đầu sợi tóc. Hãy quán tưởng điều này nhiều lần. Khi sự quán tưởng của con không rõ ràng, hãy niệm mantra tánh không, Sunyata, vân vân. Sau đó, hãy để sự quán tưởng tan biến. Quả của hai thân là do hoàn thiện hai loại tích lũy này. Từ trạng thái của tánh không này, hãy quán tưởng bản tâm con hiện diện như chủng tử tự của vị Bổn Tôn Chi Đam, hay quán tưởng chủng tử tự chuyển hóa thành một thuộc tính biểu tượng được chạm nổi với chủng tử tự. Từ sự chuyển hóa này tạo ra đầy đủ vị Bổn Tôn Chi Đam riêng của con với đầu, những thuộc tính vân vân. Sau đó là chủng tử tự trên một dĩa mặt trời hay mặt trăng, trên một hoa sen giữa trung tâm của Bổn Tôn. Những tia sáng chiếu ra từ đó cầu thỉnh tất cả chư Như Lai, Guru, Đạo Sư, Bổn Tôn Di Đam, Dakini của mười phương trong bầu trời phía trước con. Sau đó dâng cúng các ngài năm loại cúng dường, mời thỉnh Bổn Tôn trí tuệ và khẩn cầu chư vị an tọa. Quán tưởng chư Như Lai ban quán đảnh, và trên đỉnh đầu con là vị Phật thống nhiếp của gia đình bộ. Sau đó khẩn thỉnh phụng tống các ngài. Tiếp theo sau, quán tưởng ba chủng tử tự trên dĩa mặt trời ở giữa đỉnh đầu, cổ họng và ngực của con. Thánh hóa chúng như thân, khẩu, ý. Tập trung chú tâm một điểm vào vị Bổn Tôn Chi Đam. Sau đó, khi cảm thấy thiền định mệt mỏi, hãy tụng niệm. Một, sự tụng niệm phát ra, làm thầm, là tụng niệm chỉ ở vùng cổ có thể nghe được. 2. Tụng niệm phát ra ở âm điệu êm tai, là tụng niệm với giai điệu như vào lúc thực hành đại hoàn thiện. 3. Tụng niệm phát ra bí mật, là niệm thầm trong tâm. 4. Tụng niệm như luân xa, là quán tưởng rằng âm thanh xuất hiện qua miệng con, đi vào rốn và tan hòa lại vào giữa ngực. 5. Tụng niệm như tràn hoa, là xoay vòng mantra quanh chủng tử tự ở giữa ngực và niệm nhất tâm trong lúc tập trung tâm con vào những chủng tự. 6. Tụng niệm tập trung vào âm thanh, là trong lúc niệm chỉ tập trung tâm con vào âm thanh của mantra. Thực hành giữa thời. Công chúa Sosian hỏi đạo sư: chúng con nên làm gì trong khoảng giữa thời thiền quán về vị Bổn Tôn Chi Đam? Đạo sư khuyên: khi con không thể trì tụng, hãy cúng dường tóc ma, tán thán sau khi rung chuông. Khi phụng tống Bổn Tôn trí tuệ, hãy an trụ với tư duy ý niệm bình thường của con. Sau đó, khi con muốn cúng dường để hoàn tất, hãy đặt một bức hình, bức tượng hay kinh điển phía trước con và làm một mandala với nước thơm và rải hoa. Trong một thoáng, hãy tự hào là một Bổn Tôn Chi Đam và chiếu ra những tia sáng từ chủng tử tự giữa ngực con. Cầu thỉnh tất cả pháp thân và sắc thân an trụ trong mười phương. Khẩn cầu pháp thân trụ trong pháp khí và kinh điển. Khẩn cầu sắc thân trụ trong tranh tượng. Hãy quán tưởng vô số tập hội chư Phật, Bồ Tát, các tổ Di Đam và Đa Kỳ Ni ở trong mười phương lưu lại trước mặt con. Dâng cúng các ngài bất kỳ vật cúng dường nào con có. Thực hiện bảy tịnh hóa trước sự hiện diện của các ngài. Vào lúc này, con có thể cúng dường tóc ma đến vị Bổn Tôn Chi Đam, dâng các vị hộp pháp tóc ma nước, làm tượng Sa Sa, tượng đất sét
hay những thực hành khác như vậy. Sau đó, nếu muốn tụng các lời của chư Như Lai, hãy quán tưởng rằng chỉ trong chốc lát lưỡi con trở thành hư không, từ đó xuất hiện chữ hung và chày vách ra một chấu. Quán tưởng rằng niệm những bài tụng này xuất ra từ chủng tử tự qua ống của chày vách ra. Vô lượng những phân thân của con tràn ngập hàng tỷ vũ trụ, mỗi thân có một chày vách ra trong miệng. Quán tưởng rằng tất cả chúng sanh đều nghe được và họ được giải thoát khỏi luân hồi. Đó là nghi lễ niệm kinh. Tất cả những bước này đều là thực hành pháp thực hiện trong giữa thời hoặc khi làm những hoạt động hàng ngày. Niêm ấn giai đoạn phát triển. Công chúa Sosian hỏi đạo sư: chúng con nên niêm ấn giai đoạn phát triển với giai đoạn hoàn thiện như thế nào? Vị thầy khai thị: hành giả nào muốn thực hành giai đoạn thành tựu nên quán tưởng tự thân trong tướng bổn tôn, khẩn thỉnh bổn tôn trí tuệ rời khỏi, phụng tống, hóa tán nguyện hữu tình thành ánh sáng, trở thành chủng tử tự của bổn tôn hoặc một chữ hung. Chữ hung tan hòa dần thành biên đu, biên đu nhỏ dần thành tánh không trong sáng. Từ trong trạng thái này, hãy an trú trong tính như thị của mọi hiện tượng, trống không, tự nhận biết vô niệm vượt lên những cực đoan của hiện hữu và phi hiện hữu. Thường xuyên hãy tự nhắc mình tương ứng với những hướng dẫn khẩu truyền về giai đoạn thành tựu mà con nhận được từ thầy mình. Nếu con, hành giả làm như vậy, thực hành 3 hay 4 thời một ngày, thì ngay trong kiếp này hay không bị gián đoạn bởi những tái sanh khác, con sẽ an trú trong đại yoga, trong trạng thái trung ấm và đạt được thân Mahamudra của vị bổn tôn Chi Đam. Ngay cả dù năng lực của giai đoạn phát triển của con chưa hoàn toàn viên mãn, trong kiếp tới con sẽ trụ trong trạng thái đại yoga và chắc chắn đạt được cấp Mahamudra của Vidyadhara. Tất cả những bước này là những khai thị về những giai đoạn tuần tự của thiền định cho những người khả năng tâm thức đơn giản. Người có khả năng tâm thức cao nhất. Công chúa Sosian hỏi đạo sư: người có khả năng tâm thức cao nên thực hành ra sao? Đạo sư đáp: khi một người có tâm thức cao nhất thiền quán về một bổn tôn, họ không quán tưởng từng bước, đơn giản chỉ tụng tâm chú, một câu chú, hay đơn giản chỉ muốn hay nghĩ về vị bổn tôn, là họ thấy bổn tôn một cách sinh động mạnh mẽ, lập tức và tự hiện hữu, giống như một bọt nước xuất hiện từ nước. Đây là sự cầu thỉnh bổn tôn từ pháp giới. Tự quán tưởng chính con như bổn tôn là hư không, và bổn tôn có thể thấy được nhưng không có tự tánh là trí tuệ. Như vậy, đó là hư không và trí tuệ là bất khả phân. Chân lý tương đối là xuất hiện bất tận như là bổn tôn, trong khi chân lý tuyệt đối là chứng ngộ rằng tinh túy của bổn tôn không có tự tánh là trống không. Do vậy, chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối là bất khả phân. Vị bổn tôn xuất hiện như phái nam là phương tiện, khi xuất hiện như phái nữ là trí tuệ. Như vậy, đó là trí tuệ và phương tiện bất khả phân. Vị bổn tôn xuất hiện trong thân tướng bổn tôn là phúc lạc, nó không có tự tánh là tánh không. Như vậy, đó là cực lạc và tánh không bất khả phân. Vị bổn tôn xuất hiện trong thân tướng bổn tôn là tánh giác, hình tướng xuất hiện của nó không có tự tánh là tánh không. Như vậy đó là tánh giác và hư không bất khả phân. Vị bổn tôn xuất hiện trong thân tướng bổn tôn là quang minh, nó không có tự tánh là tánh không. Như vậy đó là quang minh và tánh không bất khả phân. Hãy quán tưởng chính con như bổn tôn theo cách đó,
Thân tướng hữu hình nhưng không có tự tánh, và do vậy vượt lên tuổi tác và suy hoại. Khẩu thì tụng niệm bất tận, do vậy tinh túy của mantra vượt khỏi sự ngưng dứt. Tâm siêu vượt sinh tử, và như vậy là sự tương tục của pháp tánh. Không lìa bổn tôn trong bốn hoạt động hàng ngày, đi, đứng, nằm, ngồi, đó là con đường của người có khả năng tâm thức cao nhất. Điều này cực khó và là lãnh vực của người có nghiệp báo đã từng tu hành trước kia. Những giai đoạn quán tưởng. Công chúa Soshian hỏi đạo sư: khi thiền quán về vị bổn tôn Chi Đam, xin ngài khai thị về cách lưu giữ bổn tôn trong tâm. Đạo sư đáp: trước tiên là những hướng dẫn khẩu truyền về sự quán tưởng bổn tôn. Dù con thiền quán bổn tôn ở trước mặt hay thiền quán chính con là vị bổn tôn, sau khi nhận được hướng dẫn khẩu truyền của vị thầy, ngài sẽ ban ân phước cho con, đệ tử của ngài, và bảo vệ con chống lại những thế lực gây chướng ngại. Kế tiếp, hãy ngồi ở nơi thích hợp, thân thể thoải mái. Đặt một bức hình bổn tôn thật đẹp trước mặt. Ngồi một lúc ngắn, không suy nghĩ, rồi nhìn vào bức hình từ đầu xuống chân. Nhìn lần nữa, toàn bộ chi tiết dần dần từ chân lên đầu. Hãy nhìn chăm chú vào bức hình như một toàn thể. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi không suy nghĩ về bức hình và hãy tự làm tươi tỉnh. Sau đó, theo cách này nhìn lại nhiều lần trong trọn ngày. Tối đó hãy ngủ suốt đêm. Khi thức dậy, hãy nhìn như trước. Vào buổi tối, đừng quán tưởng bổn tôn, mà chỉ an nghỉ tâm con trong trạng thái vô niệm. Làm theo điều này, bổn tôn sẽ xuất hiện sống động trong tâm con, dù không thiền quán. Nếu không được như vậy, hãy nhìn chăm chú vào bức hình, nhắm mắt lại và hình dung bức hình ở trước con. Ngồi cho đến khi nào hình ảnh vẫn còn tự nhiên, khi nó trở nên mờ nhạt và không rõ, hãy nhìn lại bức hình và lặp lại sự quán tưởng. Hãy để hình ảnh hiện diện sống động, cắt đứt suy nghĩ khái niệm và ngồi với hình ảnh bổn tôn. Khi thiền quán như vậy, con sẽ có 5 loại kinh nghiệm: kinh nghiệm chuyển động, kinh nghiệm thủ đắc, kinh nghiệm thói quen, kinh nghiệm ổn định và kinh nghiệm hoàn thiện. 1. Khi tâm con không giữ được an định, lúc đó con có nhiều tư tưởng, ý nghĩ và hồi ức, đó là kinh nghiệm chuyển động. Qua đó, con tiến gần đến việc kiểm soát tâm. Kinh nghiệm này giống như thác nước đổ xuống vách đá. 2. Sau đó, khi con có thể quán tưởng bổn tôn trong một lúc ngắn với hình dáng và màu sắc sống động và rõ ràng cùng lúc, đó là kinh nghiệm thủ đắc. Kinh nghiệm này giống như một hồ nhỏ. 3. Tiếp sau đó, khi bổn tôn xuất hiện rõ ràng, dù con thiền quán trong khoảng thời gian ngắn hay dài, và khi bổn tôn ở yên trong 6 thời công phu của con mà không có niệm tưởng thô nào xảy ra, đó là kinh nghiệm của thói quen, giống như dòng chảy của một con sông. 4. Kế tiếp, không động niệm và con có thể duy trì thời công phu trong lúc vẫn thấy bổn tôn rõ ràng, đó là kinh nghiệm ổn định, giống như núi Tu Di. 5. Sau đó, khi con duy trì được trọn ngày hay hơn mà không mất sự hiện diện sống động của tứ chi, ngay cả đến tóc trên thân bổn tôn và không khởi niệm, đó là kinh nghiệm hoàn thiện. Hành giả, hãy áp dụng điều này cho kinh nghiệm của mình. Nếu ngồi quán tưởng bổn tôn quá lâu mà không rõ ràng, thân con sẽ rối loạn. Con sẽ trở nên mệt mỏi và không thể tiến bộ trong sự thiền quán của mình. Con sẽ có nhiều niệm tưởng hơn. Vậy trước tiên, hãy tự làm tươi tỉnh và sau đó tiếp tục thiền định, cho đến khi đạt được quán tưởng rõ ràng. Đừng thiền quán vào ban đêm. Nói chung, điều quan trọng là quán tưởng trong thời gian ngắn. Thiền quán trong lúc có ánh sáng mặt trời, khi bầu trời trong sáng, hay với một ngọn đèn bơ,
không nên thiền quán khi vừa thức giấc hoặc con cảm thấy uể oải hay mệt mỏi. Vào ban đêm, hãy ngủ thẳng giấc và thiền quán 8 thời ngắn vào ngày hôm sau. Khi thiền định, nếu xả thiền đột ngột, con sẽ mất tập trung. Vậy hãy xả thiền chậm rãi. Lúc thiền quán, khi sự quán tưởng của con trở nên sống động, con có thể thực hành vào ban đêm, lúc hoàng hôn và bình minh. Nói chung, đừng làm con mệt mỏi, hãy chú tâm vào quán tưởng, lần lần quen thuộc với thiền quán ổn định và quán tưởng đầy đủ hình tướng bổn tôn. Kéo dài sự quán tưởng. Công chúa Soshian hỏi đạo sư: chúng con nên quán tưởng vị bổn tôn trụ trong thời gian bao lâu? Đạo sư đáp: sau khi con quán tưởng được rõ ràng và một ít ổn định như đã giải thích ở trên, có thể kéo dài thời gian an trụ. Thường thì sự tụng niệm quyết định độ dài của thời công phu, nhưng vì chưa tới lúc tụng niệm, sự kéo dài thời thiền nên theo khả năng an trụ trong quán tưởng của con. Đối với cách đo lường bên trong của thời thiền thì khoảng cách của những hơi thở là quan trọng nhất. Tuy nhiên, dưới sự đo lường bên ngoài thì thời gian và số lượng thời thiền là quan trọng nhất. Số lượng của thời thiền có thể quyết định là giữ 4 thời trong một ngày và đêm và kéo dài càng lâu càng tốt. Mục tiêu của việc đo lường thời thiền là không làm xáo trộn thân thể, giữ cho thực hành thăng bằng, gia tăng sự tập trung và có thể quán tưởng trong một thời gian dài. Về việc tính đếm, không nên đếm miệng mà dùng chuỗi để đếm bằng tâm, sau đó gia tăng số lượng. Hãy nghỉ một lúc và thiền định một lúc. Về sự đo thời gian bằng bóng râm, hãy chia một ngày thành 16 hay 8 thời, chia bóng râm theo đường vạch và thiền định mỗi 2 phần của vạch bóng râm rồi nghỉ 1 phần. Tóm lại, hãy thiền định trong 8 thời ngắn và nghỉ ngơi xen kẽ 8 thời. Khi con đã ổn định theo cách này, hãy thiền quán trong 2 thời ngắn rồi dần dần kéo dài thêm. Sau đó, con sẽ có thể trụ trong cả ngày, một ngày và một đêm, nửa tháng, một tháng, vân vân. Tóm lại, bất kể thời thiền của con ổn định ra sao, điểm chính là đừng làm thân con mệt mỏi. Hãy giữ những thời thiền cân xứng và kéo dài một cách tự nhiên thời gian trong sáng bất động và vô niệm. Đây là những giáo huấn khẩu truyền về việc kéo dài sự quán tưởng bổn tôn. Sửa chữa những lỗi lầm. Công chúa Soshian hỏi đạo sư: khi thiền quán về bổn tôn, chúng con nên sửa những lỗi biến đổi ra sao? Đạo sư đáp: để sửa những lỗi biến đổi có 2 phương diện: nhận ra lỗi và sửa lỗi. Vì nhận ra lỗi có 2 loại: thông thường và đặc biệt. Những lỗi thông thường là quên quán tưởng, lười biếng, e ngại, hôn trầm, trạo cử, kích động, quá nỗ lực và thiếu cố gắng. 1. Quên quán tưởng là thiền quán bị sao lãng. 2. Lười biếng là suy nghĩ một cách giải đãi: tôi sẽ làm sao? 3. E ngại là sợ mình không thành tựu và sợ sai lạc. 4. Hôn trầm là cảm thấy trì trệ vì hoàn cảnh, một cách ngẫu nhiên hay tự nhiên. 5. Trạo cử là cảm thấy tự nhiên bị kích động do hoàn cảnh hay hoạt động có chủ ý. 6. Quá nỗ lực là không bằng lòng trong lúc quán tưởng bổn tôn đã được rõ ràng, lại phát sinh ý muốn quán tưởng thêm lần nữa. 7. Thiếu cố gắng là vẫn dửng dưng khi sự quán tưởng bổn tôn không được rõ. Khi quán tưởng bổn tôn, có 12 lỗi đặc biệt như sau: lờ mờ và không trong sáng, trên và dưới đảo lộn, thân thể không cân xứng, trang phục biến đổi,
tư thế thay đổi, hình dạng biến đổi, số lượng biến đổi, màu sắc của thân biến đổi. Xuất hiện chỉ có màu sắc, xuất hiện chỉ có hình dạng, ngồi nghiêng, ngã và dần dần biến mất. Bây giờ giải thích về phương pháp sửa những lỗi này. Với 7 lỗi thông thường, con nên giữ vững 8 áp dụng để sửa chữa chúng. Áp dụng chánh niệm khi quên quán tưởng, áp dụng niềm tin, quyết tâm và kiên trì để đối trị lười biếng, áp dụng chánh tư duy như phương thuốc chống lại lo sợ. Để đối trị hôn trầm, hãy phát triển nhiệt tình, đi tắm và đi dạo. Khi bị xáo động, hãy phát triển sự buồn chán đối với luân hồi. Hãy cột tâm của con với sự tỉnh thức và buộc tâm vào cây quán tưởng. Tóm lại, với hôn trầm và trào cử, hãy sử dụng sự cảnh giác của người canh giữ. Áp dụng sự bình thản buông xả khi mong muốn nỗ lực quá nhiều. Hãy quán tưởng chuyên cần khi thiếu cố gắng. Về cách sửa những lỗi đặc biệt của bổn tôn, hãy nhìn kỹ những chi tiết khi bị lờ mờ, tối tăm hay không rõ và thực hành thiền định về tánh không vô niệm. Hãy thực hành luân phiên giữa vô niệm, nhìn bổn tôn và thiền định. Khi sự cân đối của thân, trang phục, hình dáng hay tư thế biến đổi, hãy quán tưởng rằng thân bổn tôn là vật chất cụ thể và rất to lớn, vững chắc. Quán tưởng rằng những con bồ câu bay vào và ra lỗ mũi, những con chim, cừu và nai nô đùa trên tay và chân. Quán tưởng rằng vị bổn tôn an trụ như chất liệu cứng chắc giống một bức tượng. Nếu biến đổi số lượng, hãy hạn chế quán tưởng một hay hai bổn tôn. Khi chỉ xuất hiện màu sắc, hãy quán tưởng hình dáng. Nếu bổn tôn đổi màu đỏ hay vàng, theo sức nóng của thể trạng, máu hay mật, vân vân, hãy nghỉ ngơi. Nếu bổn tôn dần dần biến mất, hãy tập trung tâm vào tay và mặt bổn tôn. Với lỗi quán tưởng không trọn vẹn, hãy quán tưởng toàn bộ thân thể bổn tôn với đầy đủ trang hoàng và những thuộc tính. Tóm lại, thực hành mà không trở nên mệt mỏi vì bất kỳ những lỗi nào có thể xảy ra. Sau đó thiền định về tánh không vô niệm. Kế tiếp, thực hành trong lúc nhìn và chú tâm vào thân thể vị bổn tôn. Đây là những giáo huấn khẩu truyền về sửa chữa lỗi lầm khi thiền quán về bổn tôn.